tay đã mất rồi, nhưng mà đuổi theo không kịp. Hay lắm, không tật kiệt, giờ bình an rồi. Chúng ta có thể thoải mái uống rượu, trò chuyện rồi. Tiểu thức, tao gọi lão ngủ lên đi. Chúng ta phải cùng ngồi thưởng rượu với thầy. Hay lắm, đi thôi. Đây là đâu vậy? Chàng thiền kiểu gì kỳ chứ? Đây là đâu? Không phải Tường gia, vừa đã rõ ràng là chiếc thuyền đó vào đây. Tôi cũng không biết đây là đâu nữa. Thầy, ăn cá đi. Quân đi đánh cá, sao không đánh được con nào hơn mười mấy cân? Tôi muốn ăn cá lớn thật lớn kìa. Không giống thầy, đó là chuyện của ngày xưa rồi. Cá lớn 15 cân, năm ba đôi cũng có. Nhiều mấy quân đời chúng ta cũng lo được. Nhưng mà giờ đây thì cá nặng khoảng 10 cân cũng chẳng có. Nhìn ca, ta lại thở dài. Chuyện rơi bạc chúng là chén cơm của chúng tôi, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa rồi. Nước ra bạc thì bị quan phủ Xuân Công đánh cá phải nộp thuế. Đánh được càng nhiều thì nộp thuế càng nhiều. Vừa mấy ngày lại xuất hiện một bọn đào tặc, giáng chiếm lấy đầm nước, không cho đánh cá nữa. Ta biết rồi, cái gần được bọn cướp đó là một tên rất phản khoa cử, được gọi là Bạch Yên tướng sĩ Dương Lưng. Cái thứ hai là Mặt Trảo Thiên Đỗ Thiên, và một tên Dân Lý Nghiêm Càng Tống Dạng, và tên Thảm Địa Hô Lục Chu Ký. Cái đó là trên đường nhà họ Lý có mở một tiệm với mục đích chủ yếu là dò la tình hình. Nhưng mà bọn cướp này tụ tập hơn mấy trăm người giết giật cả khách đến đó. Phải, ba huynh đệ chúng tôi hơn một năm không đến đó đánh cá rồi. Thầy, uống rượu đi. Đèn đèn sống như cây cỏ. Mấy huynh đệ chúng tôi chỉ bị đánh cá, giờ chẳng còn cách nào mưu sinh rồi. Bởi vì chúng ta phạm tội tại đình nào vậy? Giờ chẳng còn lối thoát. Ba huynh đệ này đều đã có ý rồi. Ta đã từ từ dụ dỗ họ. Thử xem hôm nay ta sẽ thuyết phục ba huynh đệ họ, họ nguyện thế nào để họ chịu kiếp của bất nghĩa sinh thần căn. Qua đây đâu. Tiểu sinh, mấy năm nay nhà học ở trong thôn gần trang viên của Tiêu Bảo Chính, gần đây giờ la tin tức y đang định lấy của cải châu báu, nên lần này ta đến để thương nghị với các vị. Chúng ta có thể tranh thủ đến với tiểu cái tước lấy của hời trên tay y. Thế làm sao được? Tiêu cái đã ra tay giải quyết chuyện bất bình, là một hảo hán không tham tiền tài. Chuyện y làm là chuyện trương nghĩa. Quỳnh đệ chúng ta nếu làm hỏng chuyện tốt của y, chẳng có ra đắc tội với trời, gây hấn với đất sao? Cũng là chuyện xấu xa, chúng ta không phải là người như vậy. Nếu y cần người giúp đỡ thì quỳnh đệ chúng tôi sớm chết cũng đi. Còn chuyện làm hại đến y, chúng ta không làm. Ta tưởng bà quỳnh đệ ý chí không kiên định. Thì ra điều rất trọng nghĩa khí. Vậy ta nói thật, Đi Bảo Chính đã nghe đại danh của ba huynh đệ từ lâu. Hôm nay phái tiểu sinh đến đây, mời ba vị đến nói chuyện. Chỉ có một chuyện trọng đại, muốn nhờ ba vị giúp sức. Ngưu Dụng, ta sai rồi. Giờ đó những câu sai xỉn, ba huynh đệ họ Nguyễn, nhưng không được truyền lời sai của ta ra ngoài đâu nhé. Ngưu Dụng và Tiêu Tiên Dương sẽ nghi gấp mất thôi. Nếu như thầy không tin huynh đệ chúng tôi, thì cứ cầm thanh đao này giết ba huynh đệ chúng tôi đi, diệt khẩu. Chúng tôi sẽ không kháng cự. Không dám giết thì đừng quán gần chúng tôi. Thầy tin hay không? Tin cũng được.
Ba huynh đệ chúng tôi chỉ là những người thật thà, không biết giữ lời giả dối. Nếu tiếng bảo chứng nhờ cho lão huynh có lòng muốn mời ba huynh đệ chúng tôi, thì chúng tôi không tiếng mạng sống giúp đỡ y. Có rượu kia làm chứng, chúng tôi đã gặp quá nhiều trắc trở, tài quả ngập đầu, mạng sống khó toàn. Ba chúng tôi nhiệt quyết đề bình, nhưng chỉ có giá với người biết nhận ra giá trị. Cô học cứu món châu báu của Tiểu Thiên Như mà thầy nói, tôi đoán là thầy đang nói đến một chuyện. Đây là chuyện sang năm. Đúng vậy, món cũng cái đó là sinh thần can. Tin tức sinh thần can, Nhật Kinh Long công tôn đạo trưởng đã nói hết với mọi người rồi. Học cứu, vậy khi nào chúng ta đi? Nhưng nếu mà cướp số của cải này rồi, không thể nuốt gọn mà phải trả về dân nghèo. Nhưng nếu mà cướp số của cải này rồi, không thể nuốt gọn mà phải trả về dân nghèo. Nếu không về chuyện này thì quyết định chúng tôi đâu có làm. Tại đâu? Nếu không vậy thế chúng tôi chẳng làm đâu. Trước khi chết được làm việc nghĩa, không uổng cuộc đời một đấng nam di. Học cứu tiên tử khởi ái tài, nguyễn lang ngư lạc diệt ương tan, chỉ nhân bất nghĩa kim châu khí, ý sử quần hùng tụ nghĩa lai. Uống nào, mời. Chuyên gia, có người đến. Nói đạo trưởng, muốn trong kỳ hôm trước đã nói cùng uống rượu, sao không để mặt nhau vậy? Vừa hay có gì phải đi. Và vị quý vị đừng trách cứ, còn tôi tiêu sinh học cứu thế nào? Tâm cả rồi. Tâm cả chứ, đều xong cả rồi. Đạo trưởng, quý vị chúng tôi đã đồng ý đi cướp sinh thần can, đã như người ước nguyện rồi đấy. Đây thì không cần trốn chạy nữa chứ. Giờ giờ uống rượu đi, không sai không vậy. Khoan đã, bần đạo lần này đến còn có một chuyện. Ta muốn đi tìm Tống Giang, Tống Áp Ti. Tìm Tống Giang nè, bần đạo đã làm liên lụy Tống Áp Ti. Chẳng lẽ người vẫn chưa đến sao? Ta đã lấy con dao gia dịch của Tống Áp Phi, con lên thuyền của Chu Đô Đầu rồi. Chu Đổng tưởng rằng y xảy ra chuyện nên đã đi tìm y. Bị đính thân lại đều bị ba dị đi dụ vào đầm lao rồi. Có phải là nhà của Nguyễn Tiểu Dị không? Bảo chính, công tư tiên sinh đi cũng không nói tiếng nào. Tập càng rất nồng nóng nên chúng tôi đuổi theo sau đi. Ba dị anh hùng hảo hán đi, chắc là ba quân đệ họ Nguyễn. Nên lẽ là Thác Tháp Tiền Dương Tiền Cái thân hạnh diện kiến Tiền Thiên Dương. Mời mấy quân đệ. Ba quân đệ họ Nguyễn danh bất hư truyền, đúng là anh hùng hảo hán. Mấy người chúng ta có duyên hội ngộ ở thôn Thạch Thiệt, đúng là ý trời. Tối qua ta mơ thấy nhiều bảy ngôi sao bắt đầu phát ánh sáng rực rỡ rơi ngay trên mái nhà điện. Lại thấy trên ngôi sao có một ngôi sao nhỏ hóa thành ánh sáng. Hôm nay bảy người chúng ta tụ lại bàn chuyện nghĩa, đúng là ứng với thiên tượng. Tiểu sinh đừng, lại uống sai rồi. Ở đây chúng ta có bảy người, bắt đầu thất tinh, đất nhân, tụ nghĩa. Lấy đâu ra coi sao nhỏ quá thành ánh sáng chứ, chắc là uống sai rồi đi. Đợi đã. Nhất bọc này của quân trưởng rất lạ. Tiểu sinh cũng có hiểu biết chút ít. Cách nước Quảng Ninh 10 dặm về phía đông có thôn An Lạc, có một người được gọi là Bạch Nhật Thủy Bạch Thắng. Muốn tham gia cướp sinh thần can, người này có thể dùng được. Ánh sáng trên bắt đầu ứng vào người này. Nói vậy chúng ta chính là
thức tinh tụ nghĩa, đạo trưởng là tần dân. Vậy dân đây, hãy kết làm anh em. Hay lắm. Được, trong 7 người bảo chứng lớn tuổi nhất, theo lý sẽ được gọi là ca ca. Mời ca ca. Cả cứng. Ba giọt máu đầu, một giọt kính thiên, một giọt lễ địa, một giọt bán nhân. Tháp tháp y như yêu cá trí đà tình ngôn dụng nhập tiêm đồng công tôn thắng tích bác quỷ lương đường lập địa thái tế Nguyễn Tiểu Nhị đoán mệnh Nhị Lan Nguyễn Tiểu Ngũ hoặc Diêm La Nguyễn Tiểu Thất. Bảy người chúng ta hôm nay kết bái làm huynh đệ, sống chết có nhau, sau này cùng nhau sống mấy. Nhưng bảy người chúng ta có ý đồ riêng, trời chưa đất diệt, thần minh chứng giám. Huynh đệ tương phùng ba chén rượu, huynh đệ luận đạo hai chung trà, huynh đệ có duyên tình bốn bể. Hảo huynh đệ, cao cao. Hảo huynh đệ, chúng ta về thôi. Sau này đừng nuôi tới kẻ người khác sinh nghi. Cây về ngắm ngầm chờ đợi. Đến tháng năm năm sau, sân thần can được chuyển đến. Hẹn gặp tại Quảng Ninh.